Tao biết em bắt được hai con. Cơ mà hai cây. Thế mấy ông bảo là đâu? Mấy ông bảo là ta. Không bỏ một cây thôi. Đi bộ lúc là đến. Chắc đi bộ thì một cây, nhưng mà đi xe nó vòng nó mấy cây. Đây. Đường đâu? Đường đây. Có thấy con đốt kia đâu? Phải không? Hả? Hả? Ui, nhầm đường gì? Tít coi xem nào. Thấy gì đâu? Nhanh thế à? Bấm coi xem. Người ta có hồi không? Đi chả đợi nhau thế này. Phải không đây? Như vật cháy mua đảo quá. thôi yeah, tao nhớ gì đó kéo xa thì mà cái thằng con nhớ như kéo dần một mẹ nhưng mà sóng mấy ấy nhớ mấy sóng cái lửa ấy thảo tố hãy xí chăn không mẹ gạt nào điện thoại của mấy sóng thì nhưng mà đoạn này thật sự đoạn này em quay lại rồi tí tua lại rồi về thôi ông ăn rồi nó vừa thì ông chua nhà mình cái chuẩn nhất chai nó tỏng treo chân treo trên cái thì à cầm chiếu mình thảo giang chính vật trên cái thì áo vậy tăng tân cái nhon cân nhon cân cái kiểu bộ tổ mình vòng đi vòng tay đi lêu chụp kiểu lắm chơi mẹ bao nhiêu ạ lại chi coi nhầm ơi chạy cậu ạ xem nào nốt xích nào. Hình như vẫn có này. Hình như vẫn có bên kia. Ừ. Ông bự chẳng treo mày. Ừ. Ừ. Cái mấy? Thôi chỉ ra thu. Đi. Tắt xe xong, tắt xe cần nghe gì không? Cháy. Phải. Yeah. Nó chỉ đừng vui. Thôi. Em xin tại anh. Thầy muốn quay xe rồi đấy. Thật. Không đua. Con chiếu cái suối ở đâu ý. Nghe chừng phải xuống mẹ. Thằng cây số rông nữa. Đi khải à. Đường lắm. Bán tải à. Cứ mà xe tải con không đi được rồi đấy mà bán. Liệu. Liệu. Dâu thẳng tắp. Tiếp tục. Thế toàn rút khâu ạ. À? Ông nhau thảo vào miệng ạ. À. Thế nổ đấy. Yeah, liệu. Ở đấy thì có lên được không đây? Bị lùa rồi anh ơi. Bị lùa rồi.
Mình tưởng đường nó cứ như bên kia. Cảm đủ hà lùng quan đi. Thấy nước à? Nhưng mà nước chảy về kia cơ mà. Thế quay lên đây hay lên kia? Nước chảy xuống chắc mình chảy đi lên, đi bên trái. Đi lên đây á? Bên trái cơ mà. Nước chảy sang bên phải đây. Nhưng mà chẳng vào đây. Đâu rồi đó. Chào bên em bắt được hai con. Mang cái xô, mang cái xô, khai nhớ cái xô đây chẳng cua vào. Mất cả cua nữa. Đấy gì? Đây là quả, quả da mà rơi. Vẫn ghê cái con này, đéo dám xương. Cái món gì đấy? Ấy. Ấy tắt có em bên đấy. Quá tuyệt vời, cái gì hơi buồn. Ở cái này thì ăn cái này. Có nghĩa là vừa nãy mình xuống đây em pin thì nó pin đi. Ăn gì đây? Nãy nhưng xuống. Mà nếu mà đấy, nếu mà Niên không ăn được nữa thì ăn cái đỏ đỏ này. Con nào nó to to kiểu đấy. Toàn món lạ đấy. Lạ hơi lạ tí. Ôi nhưng mà đủ đủ ấy chưa? Niên làm cái cốc to này.